Ái chà, bối quá chưa. Xin chào cả nhà. Và lúc này chiếc xe David đã con người đến xe mặt để cưới em về làm vợ. Đây em ở đây này. Đây, cưới về làm vợ nha. Đậm đà. Đây. Rồi, bây giờ quay về đề tài là xem kỹ nha. Máy David này, 1412 này, hàng bãi này. Đấy, thì hôm nay Lê Tuấn đưa khách đến để xem và có thể lấy luôn trong ngày hôm nay, trong buổi chiều. Đấy, thì lúc nãy Lê Tuấn lên là đã đề máy nổ, hôm nay lên đây chủ mới lên đề nổ luôn. Đấy, nếu duyên số hợp thì cưới em mới về ngay. Có cả bán luôn cái cả mát luôn nha. Đời 2003, 340 triệu. Cái xe cả mát này có bớt không? Nói giá bớt thì cái như nào quay cũng có người hỏi nhưng mà báo cao quá. Ủa cà phê à? Cà phê thì có 2 ly là 3 ly. Mấy chục quá. Chết cha rồi. Cà phê 3 ly thì mới có bao nhiêu? 50 mấy triệu, 50 mấy ngàn à? À. Được rồi, cứ từ từ nha. Cứ để chờ đây này, mấy hôm nữa có người này. Đây chiếc xe 2003 Camat. Cái này mà mua về chữa bao bì là ok luôn nha. Đấy. Đây, đây là máy đang nổ nha. Em mới đang nổ nè. Đây, em ở đây. Cái này là bà chủ của cái chiếc xe này. Đấy, bà đưa tiền cho ông xã mua cái chiếc xe này là 100 triệu. Bây giờ bán giá lỗ 30 triệu, 70 triệu. Đấy, thì đang xem lính mấy ngày, lính Bình Phước đang này. Xe bao chưa đang không đổ hơi. Chết à? Chắc phải đổ nhớt vào mới được. Nhà có phần nhớt mua mà đổ hơi. Thôi tắt máy có lột gen mẹ luôn. Rồi. Một chiếc bình 12V 75A nhỏ bình Đồng Nai. Hôm qua là không có bình, phải lấy bình về luôn. Màu xanh cát trôn là vì cái này là vừa hạt. Chắc hết bình rồi.